Chào các bạn, mình là Việt đây. Gần đây mình có ra video đọc các ký hiệu của câu đố Clock và các bạn nói mình làm thêm về Stray One, về cái đọc ký hiệu đồ á. Thì làm thôi. Thực ra video này nó cũng không có dài và nó cũng không có khó đâu, rất là dễ đọc thôi. Và mình nói luôn là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách đọc ký hiệu thôi nha, chứ mình không dẫn cho các bạn làm nhanh. Làm nhanh hay không là phụ thuộc vào các bạn. Khi mà các bạn xem các công thức hay là scramble thì nó sẽ có 3 loại ký tự: số đằng trước, dấu xuyệt và số đằng sau. Cái dấu này mình không biết là các bạn gọi là cái gì, dấu gạch chéo, dấu xuyệt hay cái gì đó. Tại vì từ nhỏ đến giờ là mình gọi là dấu xuyệt thì mình gọi là dấu xuyệt thôi. Thì nó cũng đơn giản thôi, là nó sẽ là cái thao tác như thế này. Và các bạn lưu ý là các bạn xoay hết lên nha, chứ không xoay giữa chừng. Tại vì các bạn không xoay tiếp được cái khác, nên buộc các bạn xoay hết lên như thế này. Và sẽ có một số người kiểu như là không chuyên xoay quanh, hay là những người chỉ hướng dẫn cho các bạn giả thôi á, thì sẽ có nhiều người chỉ làm như thế này. Nhưng thực ra là các bạn có làm như thế này cũng được. Cái này không ai cấm. Và như này á thì nó sẽ tiện hơn trong việc mà các bạn làm công thức hay là cái gì đó. Như này, đấy, đó là cái dấu xuyệt. Thì chỉ có vậy thôi. Số đằng trước và số đằng sau. Số đằng trước thì nó sẽ là biểu thị cho tầng ở trên, và số đằng sau thì sẽ là biểu thị cho tầng ở dưới. Và hai cái số trước và sau này á thì nó sẽ có các số là từ 0 cho tới 6, và nó sẽ đi kèm với lại là dấu trừ hoặc là dấu cộng. Dấu trừ hiểu đơn giản là các bạn sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Dấu cộng là xoay cùng chiều kim đồng hồ. Và cái cạnh nhỏ này thì nó sẽ là 1, và cái góc này thì nó sẽ gọi là 2. Nên khi mà các bạn thấy là 3 thì các bạn sẽ xoay về cái này. Hoặc đôi khi các bạn nghe 4 đúng không? 1 này, 2, 3 và 4. Cái ranh giới này là ranh giới để các bạn xác định cái con số để đếm. Nói về dễ đơn giản đi. Hoặc là đôi khi các bạn thấy là 5, 1, 2, 3, 4. 5 thì không phải, tại vì đây là một cái trạng thái, nó cũng không có phải là ngẫu nhiên hay là trạng thái đặc biệt, nên các bạn đếm số 5 thì nó sẽ không ra. Nhưng như thế này thì ra nè, 2, 3, 4, 5. Đấy, đây là 5. Và tối đa thì nó sẽ là 6. Đấy, nói chung là các bạn cứ lấy cạnh là 1, góc là 2, và các bạn cứ cộng ra thì nó sẽ ra số từ 0 cho tới 6. Rồi sau đó các bạn sẽ làm dấu xuyệt, đó là dấu cộng. Còn dấu trừ thì các bạn sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và cũng tương tự thôi, góc thì sẽ là 2 và cạnh sẽ là 1. Ví dụ như là các bạn nghe trừ 5 đi, 2, 3, 4, 5. Đấy, đó là trừ 5, là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Còn tầng dưới thì các bạn sẽ lấy hướng là nhìn từ dưới lên nha, chứ không phải là nhìn từ trên xuống. Như ở đây là trừ 3, thì ở đây là trừ 3 là như thế này, chứ không phải là trừ 3 là như thế này đâu nha. Như vậy là 3, chứ không phải là trừ 3, để các bạn lưu ý nha. Rồi, về ký hiệu thì cũng như các bạn thôi. Mình nhắc lại là nó sẽ có 3 ký hiệu là số ở trước, dấu xuyệt và số ở sau. Là số ở trước nó sẽ biểu thị cho tầng trên, dấu xuyệt là các bạn sẽ làm thao tác là xoay một lần lên, và số đằng sau là sẽ biểu thị cho tầng dưới. Dấu cộng, dấu trừ thì nó sẽ là cái chiều quay thôi. Rồi, dấu trừ là ngược chiều kim đồng hồ, dấu cộng là cùng chiều kim đồng hồ. Thì chỉ có vậy thôi, đơn giản đúng không?